Em chào bạn ha. Nay cùng tiếp tục đi giăng lưới nữa nha các bạn. Nay thì mình cũng giăng cái địa điểm cũ nữa. Tại cái địa điểm mới nãy mình đi xuống mà thấy gặp hơi nhiều người giăng nè. Rồi để tuần sau hay gì có dịp mình quay địa điểm mới. Giờ mình tiếp tục địa điểm cũ nữa ha. Địa điểm cũ này bữa nay hình như là mấy bữa nay trời mưa nên nước giăng lớn quá các bạn ơi. Đây cũng chỗ này, nhưng mà bữa nay mình bắt đầu từ cái chỗ rau muống này mình giăng ngược lại. Vừa hôm mới chưa có kinh nghiệm nên giăng từ bên đây giăng qua, cái này giăng ngược lại. Đây là hy vọng sẽ gặp bội thu mà. Bữa nay mình giăng ở trên cái khu bơm nước cạn, bên đây nước sâu rồi nè. Nước sâu chắc mình giăng lên chả nó có cá. Giăng dùng diện thôi. Nay là bắt đầu từ cái đầu của cây này. Rau muống bữa hôm đi nó còi cọc mà bữa nay mới có một tuần mà nó tốt quá. Chắc là trời mưa á. Bữa nay sen tốt ghê á. Bữa hôm mình đi mới có một tuần còi cọc mà bữa nay tốt ghê nè. Anh hai mình mới giăng đây được phân nửa ở đây đó nè. Chạo thử nó có dính gì không. Chắc cái này nước hơi sâu cả chấp này. Mới dằn trước sao nó cũng dính còn nữa nè các bạn. Bữa nay nước dằn này nước mát chắc cá bữa nay đi nhiều á. Đây gặp cái búp sen nở à. Nở sắp thành gương rồi. Còn đây búp nhỏ. Giăng lưới xong rồi mình đi dạo cá nữa các bạn ơi. Đi gạo rồi đấy, hoàn cá nó chết hết. Đi thăm gạo rồi. Giống như từng rồi vậy. Cá nhiều quá mà có hai anh em mình à. Không có quay nhiều được. Bữa nay có thêm người hỗ trợ. Đây, cá phi bữa nay cũng dính một cá phi nhỏ xíu rồi. Bữa nay cá cũng dính lầy gà chứ không dính nhiều mà. Dính nay giờ nửa ký vậy nè. Nhiều. Nãy giờ mình dạo lần đầu tiên được nhiêu đây nè. Nãy giờ mới có hơn nửa lưới à. Cũng dính mà dính lầy gà chứ không như từng rồi. Từng rồi dính quá trời dính. Cái mè này bự nè. Anh kêu con cá rảnh đó hả? Ủa cái? Cá gầm. Cái gầm. Cái này là bên mình kêu bằng cá mè. Còn bên đây anh vợ mình kêu bằng con cá gầm. Cá này bự ha. Cá này hồi xưa giăng lưới là nó dính ngang ngửa với cá sặc á. Mà sao bây giờ nó hiếm quá. Như kéo lưới quay nó vô hết hay sao á. Đây sao nhiều con cá này quá, như nước sâu sâu mới có nó. Nước lớn nó vô nè. Nước lớn này bữa nay người ta xả ngoài sông vô với mưa mấy bữa nay nè. Nước quá nhiều. Với cái ruộng này vài bữa người ta chuẩn bị trồng rau nhút rồi các bạn. Trồng rau nhút khu này nè. Ta xả nước vô người ta trồng rau á. Chắc mình giăng một hai lần nữa. Hôm nay mình gặp cái chú hồi bữa trước đi giăng nữa. Tại chỗ này nữa nè. Ôi, ôi, rồi. Nó bự ghê. Cá bự cho bá trời. Cá này nè, bự. Dở lên nặng kịch. Hồi nó cũng dính mà chắc nó không dính lưới này đâu.
Cái lưới này cái lỗ nhỏ quá. Dỡ lên cho đi trời trời. Cá này bữa nay về bầm ngon lắm. Cá này nè, cá này bầm nó dai hơn cá sặc nè. Mà thịt nó mình chiên nó cũng ngọt hơn nữa. Nhìn nó y như là cá mè dinh con nhé, nhưng mà nó cá chà bá trời, nó không có xương, nó không có xương dầm. Cá này gấp 3 cái này nè. Ừ. Nó mới dính cái mỏ à. Dính cái mỏ dở lên nha nó. Nè. Đâu con này không khác, con này con nhỏ hơn. Cái sen này, cái gương này vừa ăn luôn nó bạn, y như nó bị quái thai chứ sao nó lậu ngoài quá trời nè. Gương sen kỳ vậy. À, để mình bẻ thử coi. À. Gương sen sao? Sen kỳ vậy. Nhưng mà cái hộp này mình ăn được rồi nè, hộp này có ruột nè. Ngọt lắm, nó vừa tới nó ngọt. Hình như nước sâu bơm nước cạn quá không có nó. Bên kia kìa giống dữ nữa. Cái này hả? À? Không ai hồi không ai dặn bản mình đem bản đi nè. Dặn bản này. Rồi, hết lưới vào đầu tiên các bạn ơi. Này để coi ngon à, này mình dạo đầu tiên nha, chắc cỡ nửa ký hơn nửa ký à. Cá chạch cá lóc đầy đủ à, có cá lóc, có cá chạch chà bá luôn nữa. Giờ mình gạo cá chập hai bạn, gạo cá chập này xong rồi lên nghỉ chắc cỡ 15 phút đi, rồi mình xuống mình cuốn, mình đổi qua địa điểm mới này. Cái này bữa nay dân cũng dính ít dính hơn rồi, bữa hổm mà bữa hổm dần dính quá trời, bữa nay chắc hết cá. Dưới này nước hơi sâu hay sao, sâu nó lên cái khu luôn. Thì cuốn hết dạo này 15 phút này cuốn, bữa nay nước sâu nó lên mấy khu con muốn nó hết rồi. Mấy khu con muốn nó mình đập mà chắc nó cũng chạy vô trọng nó trốn hết. Bây giờ này bữa nay mình đi hơi trưa à, khoảng 10 giờ rồi. Trời hơi nắng lên ít cá. Tắm xong không ai? Tắm xong không hả? Thôi nước sông đây phèn không tắm gì. Mà hôm nay có anh em hỗ trợ đi theo sách thùng nè. Chứ cá chắc là không biết gỡ cá luôn nữa. Giờ mình nghĩ nãy giờ cũng cỡ 15 phút rồi thành cuốn luôn mà. Cá bữa nay dính theo không nhiều. Mình cuốn mình đổi địa điểm bên kia mình nhận luôn. Nay mình với anh em đang cuốn trước nè. Hỏi có ai không hốt mẹ anh nè. Cái gì? Nghe em nó hỏi có ai hốt nó không, hốt giùm nó đi, nó ế quá trời kìa. Nó đen xì đen thui mà. Chai miền Tây sao vậy à? Mốt chân dính cá con không à? Lưới này nhỏ nè, chứ chừng lưới 3 phân là mấy cá nhỏ nè, cá này đâu dính. Cá này nó hơi nhỏ. Nè. Cá nhỏ. Cá đó cũng vừa thôi, có mấy cá kia hơi nhỏ. Bao nhiêu rồi rồi. Đó, nãy đập chắc không đập sát ở trong cạn quá mà đập nó chạy chổng chưa. Con. Nó có nón này dục cho anh, giờ này lấy gáo nó bịt đầu nó vậy. Ngày xe hay là nãy lội. Đây văn không có. Nãy lội móc có xe nhưng nó bị xe. Trong đó vẹt nó muốn đâu được đâu vậy. Trong đây nè. Nó muốn nó bịt chịch à. Dẹt được mà cực lắm, hơi vắng mà này đập chạy vậy. Mấy cá cua nó bự bự không cá sâu. Cá sặc này 80.000 ký. 70 là cá bự tới anh hai đang gỡ á. Còn cá nhỏ 60. Còn cá lồng tông tới 100, bởi vì mấy ổng dân cá lồng tông ngon hơn. Bán ngon hơn. Lồng lưới cá lồng tông là lưới đó. Ổng về không, cái đó lưới ba màng. Ổng về, mấy ông dân cá lồng tông về. Này lưới cá sặc mà dính cá leo kiến nữa nè bạn. Quá trời bự luôn. Không biết sao nó quắn dính được hay gì nữa. Này chắc nó bị dính mang, dính mỏ rồi nó dãy không được. Anh cầm chừng nó dãy à. Vậy.
quá mạnh này. Ừ, đặng. Cá sấu. Rồi kết thúc đây lưới bạn ơi. Bữa nay dăn dính cũng ít rồi. Dính nhiều đây. Trong thùng này chắc khoảng 1 ký gì, đưa thùng coi nè. Cái vô nặng chịch luôn. Mình cuốn lưới xong rồi mình đổi địa điểm dăng địa điểm mới nha. À.